Xin kính chào toàn thể quý vị, các bác và anh chị em. Một video thanh lý vỏ thùng nao ray dây đôi 30, dây đơn 30, kép đơn 750. Hàng của các bác đi làm nay sau tổ chức sự kiện. Sở dĩ là thanh lý là mua về để thay thế vào cái hệ thống dây các bác đang có sẵn, nhưng mà các bác dùng thì cảm thấy nó không phù hợp, bởi vì toàn nhận chương trình to, những nai sâu lớn. Nên là với những cái hệ thống mini nail ray đơn 30 này thì nó không hiệu quả về cái phần công việc của các bác đi nào. Các bác khách bác nhờ em thanh lý ở trên kênh. Các bác nào có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp với em. Để em thương lượng với chủ đầu tư rồi là sẽ đi đến cái kết quả cuối cùng. Đây là họng kèn của cái dòng nail ray này các bác nhé. Nail ray sụp. Kèn nail ray. Đấy. Để bên trong thùng này, thanh lý là cả thùng, cả phân tần luôn. Phân tần là dòng B3. Phân tần dòng B3. Bên trong là có bông xốp tiêu âm đầy đủ hết này. Có một hai cái là đã tháo gần hết bông tiêu âm để lắp sang cái thùng khác. Thùng này là toàn bộ là sử dụng bằng vật liệu gỗ ván ép cao cấp các bác nhé. Ốc chôm gen là làm theo mẫu hình như là của dòng TVK Vera hay sao. Đấy, nhìn trong khuôn thùng nó rất là đẹp. Bây giờ thì em kể luôn này, các bác hình dung nó dễ nhé. Như các bác đi mua các mẫu thùng nao ray đơn 30 trên thị trường, không có mẫu nào nó đẹp và hiệu quả như mẫu này. Thứ nhất, hiệu quả là nó đơn giản đến mức là các bác chỉ cần đặt chồng loa lên nhau, là chỉ cần chọc chốt vào là xong. Phía sau thì chúng ta chỉ cần gạt cái khung này lên, điểm vào vị trí cần chốt, vậy là xong. Đấy, nó rất là đơn giản, nó không như cái loại dây khác này các bác phải gạt lên xong là chọc cái chốt vào cho nó giữ này. Cái này nó không cần để nó cố định luôn này. Đấy, nó cố định luôn. Đấy. Thùng thì tình trạng xấu như hình ảnh nhá, không có đẹp đâu, xấu như hình ảnh, quay xấu luôn. Bởi vì thanh lý thì giá nó hợp lý thì cố gắng để nó xấu xấu tí, chứ còn thanh lý đẹp long lanh thì các bác gọi mất ngay. Đấy. Cái cỡ thùng của nó khá to, em đo ứng chừng nhá, 20 này, 40 này, khoảng 50 cm chiều sâu, chiều ngang nó khoảng là 20 này, 40 này, cũng khoảng 50 mm chiều ngang, và chiều cao của nó thì 20, nó khoảng tầm 36 và 35-36 vậy. Hốc tay sách kiêng luôn lỗ thoát hơi nhá. Các bác nào ở nhà mà có chuột ấy thì về chúng ta để dây này thì nên tốt nhất là phủ cái bạt hay cái gì lên ấy, không là chuột nó chui đây nó chạy trong thùng này. Đằng sau là có tay nắm tay sách này, hai tay này, tay tì này, điểm tì này, rất hiệu quả. Thùng toàn bộ là ốc chôm gen, ốc chôm gen, và gỗ là toàn bộ là gỗ ván ép cao cấp. Đó. Bây giờ kể qua này nhá, về cái phần phụ kiện như là bộ khung nail ray, lưới, họng kèn. Nếu mà tính giá trị mua mới thì nó đã vào 1 triệu mấy, 1 triệu 3, 1 triệu 4 một bộ rồi, là gồm có 3 khung, 2 trước 1 sau. Đấy. Một lưới, một họng kèn của một vế nhân đôi lên. Tức hôm nay là các bác bỏ ra 1 triệu mấy là các bác sẽ mua được là toàn bộ bộ khung của một đôi phụ kiện của một đôi nail ray này, là gồm có là lưới này, khung này, họng kèn này, hậu và không có phân tần. Tiếp theo, phân tần mua mới đã vào tầm chắc người tầm 800, hơn 800 một bộ phân tần. Đấy, thế tính qua là đã vào 1 triệu mấy rồi nhá. 1 triệu 4 này cộng với 800 thì vào 2 triệu 2. Đấy là tính phụ kiện gồm con lưới, phân tần. Còn nếu mà như thùng này, thùng này bây giờ đặt mới, đặt các xưởng, ví dụ như bên em nhận thầu thì nó cũng thùng không thôi nhá, thì nó vào 1,6 triệu một đôi thùng. Đấy là chưa có phụ kiện, là làm theo tiêu chuẩn ốc chôm gen, gỗ lại ván ép cao cấp, nó dày như thế này. Đấy. Và sơn nó như thế này. Đây là các bác nào có quan tâm thì em xin báo giá công khai luôn là 2,5 triệu một đôi, giá hợp lý cho các bác. Các bác mua dây đơn 30 hàng trên thị trường ít có hàng nào nó chất lượng như này. Đấy, còn nếu mà các bác ôm hết thì tổng cộng là có 4 đôi, thì khi mà các bác lấy tổng cộng 4 đôi thì đơn giá chỉ tính là 2,2 triệu trên một đôi nhân với 4 đôi. Còn các bác mua lẻ một đôi thì nó sẽ là 2,5 triệu. Ok, bên em có trách nhiệm là đóng gói và hỗ trợ đóng gói, và không có bao ship nha, không có bao ship. Giá này các bác một đòi bao ship nữa thì em lạy các bác cả nón. Các bác cho em mượn cái đó, em lạy các bác cả nón. Đấy, thế cho nhanh. Đây là đơn thanh lý bán hộ.
của một bác đi làm mà live show tổ chức sự kiện, cố gắng đưa ra cái mức giá tốt nhất có thể và vẫn hợp lý nhất có thể. Chứ còn bây giờ nguyên combo thùng như này các bác đi mua mới thì độc cái thùng thôi đã vào gần 3 triệu, hơn 3 triệu một đôi thùng. Nhập buôn với số lượng toàn tính đơn vị tiền chục, đơn vị hàng chục, số lượng hàng chục. Và còn chưa tính đến cái chuyện là phân tần. Đây là dùng hơi cũ rồi và tình trạng nó còn rất là tốt. Thật ra bác Khanh bác mua mới hình như là được có vài tháng thôi. Sau đó nó lắp sang đi làm chương trình thấy nó không hiệu quả lắm, đánh nó thường xuyên bị vỡ trận hay bị vượt đi cái mức yêu cầu đề ra ấy. Ví dụ âm lượng con này nó kêu hết cỡ được 133 dB thì nó khỡ khét, nhưng mà yêu cầu thực tế thì nó phải được tầm 138 dB, thế là cái dòng này không hoạt động được, nó không phù hợp. Thế này là bác Khách lại quay lại với loa cũ của bác ấy. Thế này nên là em lại có việc, cái này thì bác Khách để em thanh lý hộ. Đây là phía phần sau này, phần sau là có hậu này, có cái có chữ có cái mất chữ nhé. Đây là chốt này, có cái còn chốt có cái mất chốt nhé. Đấy, khung dây riêng các kiểu dây. Đó, khung này khung chắc chắn, khung xịn đấy nhá, khung này bằng sắt cơ mà bằng nhôm, khung này bằng sắt nó đắt hơn nhiều, trông nó đơn giản thôi nó đắt lắm các bạn. Đấy, tính giá toàn tính giá tận gốc rồi, kêu gì nữa. Còn các bác nào mua được đâu cái phụ kiện mà cái thùng nó rẻ hơn được nữa thì không mua. Đó, tính lúc nào thế. Riêng cái đoạn phân tần là nãy, được chưa? 800 đôi phân tần. Phân tần tiêu chuẩn xịn của bề bản. Linh kiện cao cấp. Đây, em lại móc họng ra cho các bác xem. Đây, phân tần của bề bản, dòng linh kiện thiết kế cao cấp. Ok nhé, các bác nào quan tâm với cái sản phẩm thùng loa cộng phân tần Nairay này liên hệ trực tiếp với em. Em còn đây mấy cặp nữa nhưng mà để trong nhà. Ok nhé, xin chào toàn thể các bác, hẹn các bác trong clip thanh lý lần sau.